Vậy cuối cùng là ngày này cũng đã đến. Thật sự là chúng ta đã chờ ngày này từ rất là lâu rồi. Mình cũng mong đợi nó và mọi người cũng mong đợi nó từng ngày từng giờ. Thì trong vài tháng trước mình đã lập ra một kế hoạch cho bản thân mình, mà trong đó mình sẽ cho những con Extreme Demon khó dần lên để mà chuẩn bị cho một con Extreme Demon huyền thoại siêu khó. Thì con Extreme Demon mình sẽ chơi đó chính là Bloodlust Extreme Demon thứ 30, cũng đồng thời là con Extreme Demon khó nhất của mình. Alright, thì mình cũng đã kể cho mọi người nghe về kế hoạch mình sẽ đánh bại con level này rồi. Nhưng mà mình chỉ không ngờ rằng là cái ngày này nó lại đến nhanh như vậy luôn á. Mình đã trải qua hai con Neo Hardness, đó chính là Spectrum Cyclone với là The Yandere. Bây giờ chúng ta mới đến được Bloodlust. Alright, thì số item cũ mình đã có trên con level này chính là 5924. Mình cũng đã đăng một cái bài post lên trên tab cộng đồng là bạn nào đã chính xác nhất cái số item mình sẽ biết được con Bloodlust, thì mình sẽ tuyên dương bạn đó trong video mình đánh bại được Bloodlust. Và trước khi mình quay video này á, là mình đã có tập luyện con level này cũng chút. Thật ra nó chút chút vậy chứ mình cũng tập luyện hơn 1000 item với con này. Và chúng ta sẽ cùng chơi thử trong practice mode để coi là chúng ta sẽ chơi như thế nào nhé. Alright, ok. Thì lần cuối cùng mình chơi con level này trong practice mode là khi mình vừa đánh bại Ashury Ability. Mình đã chơi thử một lần duy nhất, không có quan tâm số item luôn, mà chỉ chơi một lần duy nhất luôn là mình được số item là 31 item. Wow, giờ mình sẽ chơi thử nhé. Mà bây giờ chắc cũng không có quan trọng số item đâu, bây giờ kiểu practice số item thấp nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ chúng ta quan trọng chúng ta phải làm run, phải không? Thật sự quan trọng là chúng ta phải làm run nhiều, tại vì đây chính là một con level dài. Alright, ok. Chính là đoạn ship đầu. Ok. Và chính là đoạn ship đầu luôn. Cũng không cần gì phải nói, nó rất là hẹp rồi. Và chính là đoạn quay. Thay vì chúng ta có nguyên cái đoạn ship strength 5 ở trong phiên bản gốc chính là Bloodbath, thì chúng ta có nguyên cái đoạn quay ở trong phiên bản nâng cấp chính là Bloodlust. Và mấy cái chỗ này nó sẽ hẹp hơn Bloodbath rất là nhiều. Chúng ta đang chơi một phiên bản khó hơn Bloodbath mà. Và cái đoạn bow này nó cũng khó nữa. Mà mình nghĩ là nó không có khó bằng đạn bo cho Bloodbath, mình nghĩ là vậy. Nó không có thăng minh nhiều bằng đạn bo kia. Alright, chúng ta đến đoạn Michigan. Thì ở trong Bloodbath, Michigan chính là đoạn khó nhất level. Nhưng mà trong đây á, Michigan nó không có khó lắm mọi người ạ. Tại vì mình thấy là Michigan nó dễ hơn. Tại vì cái đoạn UFO nó dễ. Mình thấy đoạn UFO nó dễ hơn ở trong Bloodlust hơn là Bloodbath. Như lại đạn bo nó cũng dễ hơn nữa. Để mình cho mọi người xem nè. Ok, đạn quay rất là dễ nha. Vậy đạn UFO nó cũng dễ hơn nữa đó. Với lại đạn quay thì nó lại khó hơn mọi người ạ. Nó khó hơn ở chỗ là nó thay đổi cái đường đi của cái quay. Cái đường đi của cái quay ở trong Bloodbath nó khác so với đường đi của quay trong Bloodlust. Để mình cho mọi người xem đó, nó khác hơn nhiều so với lại Bloodbath luôn á. Mình phải học lại cách chơi luôn cả đạn quay đó, mình kiểu cái nó lạ lắm. Với lại cái đạn này là đạn Evasium ở trong Bloodbath, bây giờ đạn này ở trong Bloodlust là tên của ai nó chả biết, nhưng mà nói chung nó khó hơn nhiều. Tại vì đạn này rất là hẹp. Đạn này ở trong lớp bát nó rất là miễn phí nha, nó rất là free, nó rất là dễ nha. Nhưng mà đạn này ở trong lớp bát thì nó lại khó, nó lại hẹp mọi người ạ. Alright. Rồi nó này hẹp bất ngờ chỗ này nè, thấy không? Với lại con level này cũng dài gần 3 phút nữa, nên là chúng ta phải giữ bình tĩnh rất là nhiều. Ok, chỗ đạn quay này nó rất là hẹp nha. Đạn quay ở trong chỗ này nó rất là hẹp, rất là khó. Và đạn UFO thì nó bình thường mọi người, UFO thì nó vẫn na ná lớp bát. Ở đây chúng ta đến đạn năm to. Ok, đạn ship siêu khó. Thấy vậy chứ nếu mình lập luyện nhiều đoạn này là mình cũng chơi ok à. Không có gì hết mọi người ơi. Alright, chúng ta đến đoạn của Crack ở trong Bloodbath. Mà chỉ nhớ thôi mấy ông ở trong Bloodbath thôi à, chứ mấy ông trong lớp mình không nhớ. Thiệt á. Ok. Đoạn này trong Bloodbath là của Arsonic nè. Đoạn này trong Bloodbath rất là dễ. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy dễ ở đoạn UFO này thôi, chứ là khi chúng ta qua đoạn sau là chúng ta thấy nó hết dễ liền à. Ok, để mình cho mọi người xem nè. Đây, đoạn này nè, mình nói đến đoạn này nè. Đoạn này rất là khó. Nó thay đổi hoàn toàn cái lối chơi so với Bloodbath. Bloodbath thì chúng ta có một cái đoạn Arsonic nó cũng đương đối bình thường thôi, nó không có khó luôn á. Nhưng mà trong đây thì nó thay đổi hoàn toàn cái gameplay, nó khác hoàn toàn luôn, nên là mấy cái chỗ thay đổi gameplay nó sẽ trở nên khó hơn rất nhiều, rồi vì chúng ta không quen, chúng ta không có chơi dễ trong Bloodbath, phải không? Nó khó đây là chúng ta phải canh vài chỗ rất là khó. Ví dụ như là, để mình cho mọi người coi. Ví dụ như chỗ này mình phải ấn nhẹ cái ship ở ngay giữa đây để mà lọt qua chỗ này, sau đó phải ấn vào đây, rồi sau đó phải bay kiểu nghiêng nghiêng lên trên đây nè. Nó có nhiều cái mình phải dựa theo cái trí nhớ cơ bắp của mình, để mình ấn quen rồi mình chơi á. Đó, kiểu nó rất là khó nha. Với lại ở đây chúng ta có một cái đạn Sucupter cũng rất là dễ chết luôn. Mình không hiểu là sao nữa, mình không biết cách nào để mà làm quen với nó nữa. Chắc là mình sẽ chơi nhiều vào, mình sẽ tìm ra cách thôi.
Ok, thật ra cái đoạn Sucupta đó chính là cái đoạn chốt point của level mọi người. Kiểu cũng có rất là nhiều người chết chỉ vì cái chốt point đó thôi. Chứ toàn bộ những cái part ở trong cái đoạn Bloodbath á, thì chúng ta có thể chơi một cách consistent. Có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có thể luyện tập nhiều và chúng ta có thể đi qua nó một cách liên tục luôn, kiểu vậy. Nên là khi chúng ta chơi Bloodlust này á, cái độ khó không nằm ở cái việc chúng ta hoàn thành cái đoạn Bloodbath ở trong đây, mà độ khó là chúng ta phải hoàn thành cái đoạn Extension, chính là cái đoạn nằm sau Bloodbath trong đây. Cái đoạn Extension mình nói luôn rất là khó nha, tại vì nó nằm rải rác rất là nhiều những cái chút point, nó rất là khó chịu. Mà đặc biệt khi là chúng ta đã hoàn thành một cái phiên bản khó hơn của Bloodbath rồi, chúng ta phải làm nguyên cái đoạn Extension nó cũng khó nữa. Bởi vậy đó chính là cái thứ khiến chơi Bloodlust khó như vậy nha mọi người. Đó chính là cái độ khó nằm chủ yếu ở Bloodlust đó. Nó không khó vì cái đoạn Bloodbath này nó được buff lên nhiều. Nó chỉ khó vì chúng ta có đạn extension. Biết trong này mình có thể luyện nhiều, mình có thể gọi là mình qua liên tục được nhiều. Nhưng mà cái đạn extension đó mình thấy nó rất là nguyền rủa nha. Mình thấy nó rất là nguyền rủa luôn. Mấy chỗ này mình có thể qua được dễ dàng rồi, không nói gì rồi. Tại vì nó là một cái gameplay quen thuộc của Bloodbath rồi, kiểu easy luôn á. Nhưng mà extension thì nó lại một chuyện khác mọi người, nó lại một chuyện khác. Có một vài điểm trong đây thì nó làm dễ hơn, ví dụ như đoạn này nó dễ hơn so với Bloodbath. Cái đoạn này nó dễ hơn so với Bloodbath sao á, nghĩ là vậy á. Nghĩa là một vài cái checkpoint trong Bloodbath thì nó thay đổi, nó làm cho nó dễ hơn. Rồi chúng ta đến đoạn extension, chính là đoạn mở rộng của level. Thì ở trong Bloodbath chúng ta kết thúc level đây phải không? Nhưng mà trong Bloodlust chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta còn phải chơi nguyên cái đoạn dài. Và một cái đoạn dài đó nó cũng tương tự như một con Extreme Demon dễ vậy á. Ví dụ như là mình đã thắng một con Bloodbath phiên bản khó, mà chúng ta phải chơi thêm một con Extreme Demon khác vào nữa. Chơi cả hai cùng lúc mà không chết mạng nào mới là khó. Kiểu vậy á. Rồi ok, chúng ta đến đoạn Extension nhé. Đó đây nè. Alright. Ok, mình phải nói rất là nhiều thứ về cái đoạn Extension này. Thì chúng ta mở đầu đoạn extension với cái đoạn của Manix. Đó. Thì đoạn này nó gì rồi, nhưng mà cái đoạn sau kìa, cái đoạn sau của Manix thì mình mới nói nè. Cái đoạn này nè, đó chính là một cái checkpoint siêu to khổng lồ của Manix. Chúng ta có gì? Chúng ta có một cái đoạn robot mà trong đó chúng ta phải tham miên cái đoạn orb này sao cho qua được hai cái cưa này nè. Nhưng mà kiểu cái tham miên nó không ổn định. Kiểu có lúc mình tham miên thế này nhưng mà nó vẫn không qua được, mà có lúc mình tham miên thế này thì nó qua được. Nó rất là không ổn định. Nên là đặc biệt là khi chúng ta đi được 0%, chúng ta đã hoàn thành một cái phiên bản khó hơn của Bloodlust rồi, mà chúng ta phải làm một cái thăm minh như thế này nữa, nó rất là áp lực. Nó kiểu áp lực đè gánh trên vai mình luôn á. Mình nghĩ là mình có thể canh nó như thế này, mình có thể canh ngay góc trái phía trên của cái orb là qua được. Như thế nào chả biết, nó có khi mình qua được, có khi mình qua không được. Mình thấy nó lạ lắm, rất là lạ luôn. Nó gọi là inconsistent á, kiểu của đoạn này nữa. Kiểu mình luyện nhiều nhưng mà có những lúc mình không thể nào qua được nó một cách ổn định, mình không thể nào qua được nó một cách đều đặn được. Nó vậy á, nó rất là khó chịu. Đó mình... Ok. Rồi chúng ta có đoạn này. Đoạn này cũng có vấn đề không kém nữa, mình cho mọi người xem. Tuy đoạn này là một đoạn quay rất là hẹp nha, rất là hẹp và chậm. Nhưng mà nó hẹp hơn mọi người nghĩ. Tại vì sao? Tại vì nó ảnh hưởng ở cái này nè. Nếu mình kiểu mà mình đi ra khỏi cái chỗ này, mà mình đi kiểu mà cạnh cạnh góc phía trên đây nè, ý là mình lên khỏi cái quay này nè, mình kết thúc, mình thả cái quay ngay vị trí này á, là mình sẽ đi sát mép đây phải không? Nhưng mà như vậy nghĩa là chúng ta sẽ chết đó mọi người, biết sao không? Mình sẽ làm lại cho sát mép như có thể. Lên tận đây nha. Đó, đụng chỗ này nè. Rồi sau đó chúng ta qua đoạn dưới vòng tiếp theo, chúng ta phải tham miên một cái ốc xanh. Kiểu ốc xanh phải tham miên kiểu chảy lắm á. Rồi. Mà khi chúng ta đi cái đoạn quay như vậy á, chúng ta không thể nào đi được cái đoạn UFO. Đó thấy không? Rất là khó chịu. Nên là chúng ta phải canh cái đoạn quay ngay sát mép phía dưới của cái chỗ quay đó luôn. Nếu không chúng ta sẽ không thể nào qua được dưới UFO. Đó, nó rất là khó chịu luôn. Nó khó mọi người nghĩ á. Rồi ok. Chính là đoạn của Saro. Đoạn này thì nói chung cũng khá khó, nhưng mà mình nghĩ là nó không có tệ như cái đoạn của Manix. Nó cũng không có tệ lắm. Để mình cho mọi người xem. Ok, nó có cái option này, nó hơi hành xui xíu. Cái option đó, kiểu có lúc mình canh như thế này nó vẫn qua được, cái lúc mình canh như thế này nó không qua được, nó kiểu hơi xui á. Rất là khó chịu. Độ khó nằm chủ yếu ở đoạn extension đó. Mình cá chắc luôn. Ok, đó chính là đoạn corridor. Mình không biết tên của ai nữa, nhưng mà đây chính là đoạn corridor. Đoạn siêu hẹp. Khúc này mình có thể
ấn sớm mấy cái off này và ấn theo nhạc khúc này để mình ấn theo. Tại vì chúng ta có một cái nhịp là ấn cái đoạn này 1 2 3 4 5 chứ gì nè, ok 1 2 3 4 5 đó kiểu vậy á. Khúc đó thì không sao, ok. Khúc này thì nó rất là khó chịu đối với mình, tại vì mình thấy có một cái thumbnail ở đây chúng ta phải canh như thế này nè, nếu mình ấn này chạy quá mình sẽ chết đó kiểu vậy á hả. Còn ấn sớm thì cũng nói chung là phải ấn sớm cái ốp này, mà đôi khi mình đi xa mình có thể mình kiểu ấn nhầm á mình sẽ chết kiểu vậy. Và ở đây có một cái đoạn chum nó rất là khó, cái chum này nó khó hơn mọi người nghĩ nha, phải canh rất là sát á. Đó rồi, alright. Đây chính là 91%, đây chính là 91%. Oh shit man, 91% này cũng dễ chết không kém, chúng ta phải canh đi qua được cái gai này. Ừ, 91% á, 91% đấy, 91% đấy mọi người ơi. Tôi thật sự không thể nào tin được 91% đã nằm ngay chỗ này luôn. Đáng sợ thiệt sự chứ. Và chúng ta có đoạn TMN, cái đoạn ending siêu dễ chết. Ôi ơi, mình nói mọi người nghe luôn, nó rất là dễ chết luôn. Kiểu mình đi xa vậy, mình hồi hộp rồi mình phải làm cái ending đó hẹp như thế này á, thật sự rất là nhã man luôn. Cái đoạn quay này nè, có khi nó có vấn đề đó mọi người, để mình cho mọi người xem. Có khi mình ấn như thế này, ok, ấn một click đây nè, có khi không an toàn mình sẽ bị lọt xuống dưới hay gì á, mình cũng không biết. Là lúc mình đi kiểu bình thường như vậy mà mình cũng hay chết, không biết là sao. Thì mình chỉ mong là mình sẽ không chết đoạn này nhiều thôi. Mình thấy là đa số ai chơi đoạn này cũng chết trơn á. Và cái đoạn trong cuối nữa, đúng rồi, trong cuối nó nhồ lên. Chúng ta phải giữ bình tĩnh, nếu chúng ta chết là chúng ta sẽ rất là tiếc. Rồi nãy giờ mình còn hướng dẫn nên là chết hơi nhiều. Ok, không quan trọng ở mấy cái này. Chúng ta phải làm run phải mọi người, tại vì quan trọng là làm run. Đó, ok. Giờ mình sẽ chơi một số run nhỏ để cho mọi người xem. Ok, ok, mình sẽ làm run nhỏ tại vì mình cũng không dám làm run lớn cho lắm. Đó, ok, mình sẽ đi hết extension này coi. Ok, cũng như mình đã nói đoạn này rất là dễ chết. Mình cũng chỉ làm run ngắn thôi, mình cũng không dám làm dài. Tại vì kiểu mình phải ra cái video này gấp, mọi người thấy không? Hiện tại là 6 giờ rồi đó, chúng ta phải tranh thủ chúng ta ra video này nhanh nhất có thể để mình có thể có thời gian tập luyện nhiều hơn. Và mình sẽ làm cái run từ từ đây tới đoạn extension đi. Oh my god bro, anh nói thiệt là làm cái run từ cái đoạn đó tới 100%, không ý là tới cái đoạn extension cũng khó. Tại vì cái đoạn necro, cái đoạn mà có cái swing copter nó khó mọi người ạ. Mình nghĩ nó mình cần phải tập luyện cái đoạn này nhiều hơn. Alright, thì đây chính là những cái run nhỏ, đây chính là những run nhỏ mình đã làm được thôi. Thì mình cần phải tập luyện nhiều hơn nữa để mình có thể làm được những run tốt hơn, và sau đó mình mới có thể tự tin mình livestream cho mọi người xem được. Alright, tạm thời chúng ta có như vậy thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video, để các bạn cho mình like, share và đừng quên subscribe mình, và đừng quên cái chuông và đặt kênh nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những buổi livestream Butlers nhé. Ok.
Xin chào và hẹn gặp lại.